VD. AKA Việt Đĩa. Ai cũng biết mày là thằng vớ vẩn ngớ ngẩn, ngu còn tỏ ra nguy hiểm thì đúng là nguy hiểm. Mày nên nhớ là mày lấy cớ bị chích mộng tim để xin lỗi tao. Tìm cách đàng hoàng, nghĩ mày tin nổi sao? Mày có thách mày thì sao? Mày chứ mày biết mày thì sao? Thì tao, mày chỉ là con heo từ được GBR nuôi. Bây giờ mày lớn lối, GBR sẽ làm thịt mày. Mẹ lâu chưa ra không distant nào. Mình cũng còn chó nó nhờn.